Nếu bạn đang cần tìm một loại kem vừa dưỡng trắng mạnh mẽ, vừa chống lão hóa, chống nhăn da, chống khô da, lại còn cấp ẩm, phục hồi và căng bóng da, thì đây, đích thị là em nó dành cho bạn rồi. Kem đêm 2 lớp phức hợp 8 loại vitamin của nhà Bốn Lúc nha. Trong này nó có 2 lớp cực kỳ đặc biệt, và lát nữa Liên sẽ làm cho mọi người một thao tác nào chắc chắn là chị em nào mê skincare cũng sẽ nghiện thôi. 70% lớp đầu tiên là gel thải trong suốt, và 30% lớp còn lại là ampo cô đặc, với thành phần chính là phức hợp 8 loại vitamin, trong đó có 10% niacinamide là thành phần có khả năng làm trắng mạnh mẽ, mờ thâm nám sạm và kiềm dầu rất là hiệu quả, đồng thời cũng làm se khít lỗ chân lông cực kỳ tuyệt vời luôn. Thành phần thứ hai là vitamin B5, panthenol B5 có khả năng cấp ẩm, phục hồi những làn da bong đỏ, rát, kích ứng và làm căng bóng da cực kỳ hiệu quả. Trong này còn có một em vitamin nhóm B nữa, đó là vitamin B9 folic acid, là thành phần có khả năng thải độc, rất là phù hợp với những chị em nào da khô này hay bị tổn thương này, rất là nhạy cảm với thời tiết và các loại mỹ phẩm, và đặc biệt là ở đây có chị em nào alo bị nhiễm kem trộn này, nhiễm độc không, chắc chắn đây sẽ là bảo bối dành cho các chị em nhé. Ngoài 8 loại vitamin nhóm B ra thì trong em này còn chiết xuất hoa dâm bụt có chứa thành phần vitamin C có khả năng chống lão hóa, trẻ hóa da, chống nhăn da cực kỳ hiệu quả, và đặc biệt là làm giảm thâm mụn, làm sáng da cũng cực kỳ ok luôn. Một thành phần nữa đó là adenoside chống ẩm, như một bức tường rào ngăn không cho ẩm thoát ra khỏi làn da của chúng ta, và chống lão hóa cũng rất là tuyệt vời nha. Với một bảng thành phần quá đẹp như thế này, thực sự là không có gì để chê, nhưng mà đây mới là một điểm cộng mà em thực sự thích nè, bởi vì tất cả các tín đồ skincare ai cũng sẽ mong muốn có một cái trải nghiệm khác lạ thôi. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đập một chiếc kem đêm rất là xịn sò nha, hũ kem 50g rất là to nè. Khi mở ra mọi người sẽ nhìn thấy một chiếc thìa như thế này, và cùng mở nắp để xem nào. 70% là gel thạch và 30% là ampo cô đặc. Wow, đây là mọi người nhìn thấy chưa? Nó trong suốt như thế này. Hãy dùng chiếc thìa của mình mix hai cái lớp gel và lớp ampo cô đặc này lên. Trời ơi, mọi người thấy không này? Đấy, một nửa là gel, một nửa là ampo cô đặc. Chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái thìa này và mix sao cho lớp gel và lớp ampo cô đặc hòa quyện vào nhau. Sau khi mà mình đã mix kem và cảm thấy hai cái lớp nó hòa quyện vào nhau rồi thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với cảm giác phê như thế nào khi mà apply cái lớp kem lên da nha. Mùi thơm rất là tuyệt vời luôn, đúng mùi hoa dâm bụt. Rất là nhiều review đã cho thấy rằng là sau một đêm mà đã cảm giác căng, mềm, mịn, mướt, làn da như kiểu mọng nước luôn ý, mà không dính bết một tí nào, cực kỳ phê luôn. Và với 10% niacinamide thì chắc chắn là làn da của chúng ta sẽ trắng dần theo thời gian. Cách sử dụng rất là đơn giản, có thể sử dụng cả ngày lẫn đêm sau tất cả các bước serum và tinh chất, và đây sẽ là bước kem quá ẩm cuối cùng. Nếu dùng với ban ngày thì bạn có thể dùng với kem chống nắng. Eo ơi, vẫn chưa quên được cái cảm giác lúc nãy, một cái cảm giác mix kem thời thượng mà thật sự là đỉnh của chóp luôn.